Quỳnh Như rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Ẩm thực xứ Dừa, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phối hợp cùng Chi hội Ẩm thực xứ Dừa Bến Tre tổ chức thực hiện cùng với sự tài trợ của nhãn hàng Tường An thuộc công ty cổ phần tập đoàn Kido. Quý khán giả thân mến, cơm chiên dừa là một món ăn với hương vị thơm ngon hấp dẫn và trở thành một món đặc sản nhất định phải nếm thử khi mà đặt chân đến Bến Tre. Vậy thì món ăn này cách chế biến như thế nào và hương vị ra làm sao thì mời quý vị cùng vào bếp với Quỳnh Như nha. Quý khán giả thân mến, đồng hành cùng với Quỳnh Như ngày hôm nay xin được giới thiệu đầu bếp Hồ Thành Sơn, chủ doanh nghiệp ẩm thực xứ Dừa Minh Châu. Anh Sơn thân mến, thì ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau chế biến món cơm chiên dừa. Vậy thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu nào anh hả? Nguyên liệu chính gồm có là cơm và dừa. Cái nguyên liệu phụ gồm có hải sản là tôm, mực, hộp gà và đặc biệt là có sồi và cái lá cải bó xôi. Chúng ta sẽ xay nhuyễn là chúng ta tạo cái màu sắc cho nó tự nhiên, vâng, làm cho có dĩa cơm hấp dẫn hơn. Bình thường thì Quỳnh Như thấy cơm chiên mình sử dụng lá dứa, vậy thì sao hôm nay mình lại sử dụng cải bó xôi ạ? Tại vì anh muốn khóa cách. Thì trong ẩm thực thì cũng phải tạo sự khác biệt tí xíu để cho khách kích thích cái vị giác hơn. Rồi ngoài ra thì mình còn dùng những cái gia vị nào anh hả? Thì trong lúc chiên cơm thì anh cũng có sử dụng hạt nêm của Tường An, nước mắm và bột ngọt, tí xíu đường và tiêu, hành ngò. Vâng ạ. Và với món chiên này thì mình dùng bơ hay là mình dùng dầu của Tường An anh hả? Anh dùng dầu ạ. Dạ. Rồi anh Sơn ơi, cho em hỏi là ở cơm này nè, mình dùng là cơm nóng hay cơm nguội hay là cơm như thế nào ạ? Cơm thì anh sử dụng cơm nấu và để nguội, chúng ta chiên sẽ cơm sẽ ngon hơn. Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm luôn anh nha. Rồi. Ở đây mình dùng là tôm gì vậy anh? Anh này anh sử dụng tôm thẻ và mực ống. Dạ. Trong lúc chúng ta chuẩn bị luộc hải sản thì chúng ta cho tí gừng và hành để cho hải sản khử được mùi tanh. Anh ơi, trong quá trình mình rửa hải sản thì mình có rửa với nguyên liệu nào cho nó bán cái mùi tanh đó không anh? Anh thì thường thường xử lý bán mùi tanh, anh xử lý rửa bằng với ít rượu. Dạ. Quỳnh Như thấy là bình thường với mực này cũng có thể rửa bằng một ít trà cũng bán mùi nữa đúng không anh Sơn? Đúng rồi. Dạ. Trước khi chúng ta ướp gia vị vào cơm thì chúng ta sẽ bóp cho cơm nó tơi ra để mình chiên nó sẽ hấp dẫn hơn và nó không bị đóng cục. Dạ. Ở đây anh nêm 1/3 hũ ngọt. Một phần ba muỗng muối. Còn 3 muỗng nêm. Và đặc biệt ở đây anh có sử dụng cái nước từ cái lá cải bó xôi. Nó có màu xanh rất là đẹp, tạo lên cái màu xanh tự nhiên của cho cơm. Em thấy bây giờ mình nấu ăn mình cũng thiên về những cái màu tự nhiên hơn anh ha. Đúng rồi. Dạ, rất là tốt cho sức khỏe. Khi mà mình nêm gia vị như thế này thì mình có để thời gian trong bao lâu thì mình mới chiên không anh, hay là mình chiên liền luôn ạ? Chúng ta ướp chừng 5 phút sẽ tan rồi. Dạ. Trong khi chúng ta rang nó sẽ tan theo cái độ nóng của lửa, như thấy cái màu xanh tự nhiên ha. Dạ. Một lát mình chiên lên thì nó vẫn giữ được cái màu xanh này không anh? Giữ được em. Dạ. Sau khi chúng ta chuẩn bị cơm xong thì hải sản chúng ta đã chín, chúng ta gấp ra để chúng ta sơ chế tiếp tục để chuẩn bị hoàn thiện cái món cơm. Hải sản này thì mình luộc trong bao lâu thì chín anh Sơn? Anh luộc nãy giờ thì tầm 7 phút ấy, nó cũng rất là nhanh chín. Chắc là mình cũng cần cho nó vừa chín thôi anh Sơn, tại một lát kiểu gì mình cũng phải xào lên mà. Chúng ta cũng canh cho nó vừa chín tới. Để vì mực này kia luộc lâu quá nó sẽ teo. Dạ, với lại chắc nó bị dai hả anh Sơn ha. Với tôm này một hồi mình có sắc ra không anh, hay là mình để nguyên con luôn? Mình sẽ sắc hột lựu. Dạ. Vậy thì mực mình cũng sắc hột lựu luôn. Đúng rồi. Ngoài tôm và mực thì mình có thể dùng một cái loại hải sản nào khác nữa không anh Sơn? Cái này là tùy theo ý thích của mỗi người thì chúng ta có thể là sử dụng gà xé hoặc là chả lụa hay là lạp xưởng hay gì đó, mình xử lý cái đồ bổi theo cái sở thích của mình cũng được. Vậy thì tất cả những thứ đó mình cũng sắc hột lựu luôn. Đúng rồi. Này là mực ống ha anh Sơn? Đúng rồi, mực ống. Dạ. Ngoài ra thì mình nếu mình dùng bạch tuộc thì cũng được mà hả?
Thì thường thì những đầu bếp thường là sẽ dùng cái mực ống, mực lá, mực nang. Tại vì mực tuột thì nó không ngon bằng cái mực khi sử dụng cho món cơm ấy. Quỳnh Như tưởng tượng là một lát cái dĩa cơm của mình nó có rất là nhiều màu sắc đúng không Sơn? Là màu đỏ của tôm nè, màu trắng của mực và màu xanh của cơm nữa. Và màu vàng của trứng. Anh ơi, với món cơm chiên dừa này thì mình có dùng thêm xoài nữa hả anh? Đúng rồi, anh có phối hợp một số trái cây trong đây. Dạ. Để cho cái món ăn nó khác biệt và nó phong phú hơn. Tại vì xoài ở huyện Thạnh Phú của chúng ta cũng rất là ngon. Dạ. Với xoài thì mình cũng cắt hạt lựu luôn hả anh? Đúng rồi. Dạ. Xoài nó sẽ có vị chua, nó kích thích cái vị giác chúng ta. Dạ. Nên hấp dẫn hơn. Với món cơm chiên mà mình phối hợp với lại xoài này chua chua thì tạo cảm giác đỡ ngán anh ha. Đúng rồi em. Anh Sơn ơi, ở đây em thấy mình có dừa bào sợi nè anh. Thì dừa này mình chọn như thế nào cho nó ngon anh hả? Dừa thì anh sử dụng nó vừa đủ độ cứng nhẹ thôi. Nó không được cứng quá nó sẽ khô. Nó cứng cại thì nó không có mềm để ăn, nó không có ngon bằng cái dừa vừa tới. Ở đây mình dùng gà ta luôn hả anh Sơn? Đúng rồi, gà ta sẽ ngon hơn gà công nghiệp em. Cái màu nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Mặc dù là cái trứng nó nhỏ hơn gà công nghiệp nhưng mà em cảm giác là mình ăn gà ta nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Sau khi chảo nóng, chúng ta cho dầu tương ăn vào. Với các món chiên thì dầu tương ăn là một gia vị chính luôn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh thì sử dụng thường xuyên. Sau khi dầu nóng, chúng ta cho tỏi vào. Chúng ta canh cái tỏi vừa vàng tới, chúng ta cho trứng vào nha. Dạ. Với món cơm chiên dừa này thì mình để lửa như thế nào hả anh Sơn? Thì lúc đầu chúng ta xào rất là bình thường, thì hồi khi cho cắt nguyên liệu chín thì chúng ta cho dừa vào. Với món cơm chiên này thì anh Sơn đang làm với màu xanh. Còn ví dụ như mà Quỳnh Như muốn nó màu vàng thì mình có thể dùng cái lòng trồng đỏ của quả trứng gà để mà làm màu vàng đúng không anh? Đúng rồi em. Có thể em dùng cái trồng đỏ trứng muối á. Dạ. Nó sẽ bùi hơn và nó thơm hơn. Trong lúc xào nhân chúng ta cũng có nêm một tí hạt nêm tương ăn. Một hơn ba muỗng đường. Một hơn ba muỗng bột ngọt. Quỳnh Như thấy là tôm với lại mực nó đã chín sẵn trước rồi nên là cái quá trình này nó cũng sẽ nhanh thôi. Mình xào cho nó vừa tan gia vị thì chúng ta cho cơm vào. Dạ. Với bao nhiêu đây cơm thì được bao nhiêu người ăn anh Sơn? Đây thì anh làm cho khẩu vị khoảng từ 5 đến 6 người ăn nha. Dạ. Chúng ta rang chừng nào tới hộp cơm nó xe lại và nó có sự đàn hồi trên cái chảo là cơm nó vừa tới rồi. Dạ. Thời gian nó mất khoảng bao lâu anh Sơn? Tầm 5 tới 7 phút rồi. Dạ. Với món này thì quý khán giả nào chúng ta thích ăn hơi khô một chút thì mình cái thời gian mình chiên nó lâu hơn xíu đúng không anh Sơn? Nói chung chúng ta canh chiên vừa tới thôi chứ đừng chiên lâu quá, hộp cơm nó rất là khô cũng rất là khó ăn. Đặc biệt cái món cơm chiên này thì chúng ta khi mà chuẩn bị ra dĩa thì chúng ta sẽ cho một ít nước mắm tương ăn vào đây để sẽ tăng cái vị thơm của dĩa cơm. Và làm cho món ăn của chúng ta thêm đậm vị hơn anh ha. Đúng rồi. Dạ. Anh ơi, với món cơm chiên dừa này thì mình sẽ ăn kèm với loại rau nào anh? Món cơm chiên dừa này anh cho ăn kèm với salad, xoài và đặc biệt là phải có dừa.
Và đặc biệt chúng ta hôm nay có sử dụng cái cơm giòn để tạo một cái kích thích cho khách mình ăn có một cái vị giòn tan. Anh ơi, cơm giòn là cơm như thế nào ạ? Cơm này là cơm từ cơm trắng anh chiên lên. Dạ. Yeah. Cho nó giòn tan lên để anh để vô cái cơm để cho nó hấp dẫn hơn. Dạ. Yeah. Dừa thì anh sắc sợi và anh để nó có tăng một cái vị béo. Dạ. Yeah. Và là lạ so với những thực khách. Vậy món này là vừa có vị béo của trứng nè và còn có vị béo của dừa bào sợi nữa anh ha. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Vâng, nhìn món ăn của chúng ta cũng rất là hấp dẫn rồi đó. Với rất là nhiều màu sắc luôn. Mình cũng đã chế biến xong món ăn này, bây giờ mình cùng thưởng thức anh nha. Cơm nè, dừa bào sợi đúng không ạ? Cái hải sản này nó rất là ngọt. Món cơm này anh có thêm dừa bầu sợi nữa, nó làm tăng cái vị béo, nó kết hợp cùng với trứng gà. Và có xoài này nó kích thích cái vị giác của mình anh ha, làm cho mình cảm thấy cái món ăn này nó đỡ ngán hơn. Mặc dù mình cũng chiên bằng dầu nhưng mà nó đỡ ngán, nó chua chua, nó rất là ngon. Rất hy vọng là tất cả mọi người ai cũng có thể làm được cái món cơm này. Thì qua chương trình thì kính chúc quý khán giả có những buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhỏ và có những bữa cơm rất là thân mật và hạnh phúc. Dạ, ngày hôm nay Quỳnh Như rất là cảm ơn anh Sơn vì đã chỉ cho Quỳnh Như cũng như là quý khán giả biết cách chúng ta chế biến món cơm chiên dừa ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý khán giả thân mến, xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Ẩm thực xứ Dừa. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng truyền hình Bến Tre cũng như trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.thbt.vn và trên app THBT Go cũng như trên trang mạng Facebook và YouTube của đài. Chương trình do đài phát thanh và truyền hình Bến Tre phối hợp cùng Chi hội Ẩm thực xứ Dừa Bến Tre tổ chức thực hiện cùng với sự tài trợ của nhãn hàng Tường An thuộc công ty cổ phần tập đoàn Kido. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và đừng quên theo dõi số phát sóng tiếp theo của chương trình. Quỳnh Như và anh Thành Sơn xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.